Ngày 28 tháng 7, Bộ Giao thông Vận tải có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường kiểm tra, xử lý xe rủ bến cóc, xe trá hình tuyến cố định trên địa bàn. Hiện nay tại một số tỉnh, thành phố, tình trạng xe kinh doanh có phủ hiệu xe hợp đồng, có biển hiệu xe du lịch vi phạm, hoạt động như tuyến cố định hay còn gọi là xe dù bến cóc, chưa thuyên giảm, có nơi còn có chiều hướng diễn biến phức tạp, đặc biệt giữa các tỉnh, thành phố kết nối với Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các sở giao thông vận tải kiểm tra các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô trong việc thực hiện quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, hoàn thành việc kiểm tra trong tháng 10 năm 2023, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ trước ngày 15 tháng 11 năm 2023. Bộ cũng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo ban an toàn giao thông tỉnh thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ.